tháng năm tình nha mọi người, quý vị và các bạn. Nếu ai đã chưa từng tham gia, chưa từng bước chân tới nơi này sẽ dành một ngày tới đây để mà du lịch khám phá nơi đây nha các bạn. Khu du lịch sinh thái thác năm tầng Đắk Rắp, Đắk Xin, tỉnh Đắk Nông nha quý vị và mọi người và các bạn. Wow, đẹp ghê.